chào cả nhà nhé. Phiên sáng hôm nay em lên cho các bác vài đơn hàng. Bác nào mà chốt hàng nào thì cứ gọi điện trực tiếp qua số của em nha. Và em sẽ đến đơn hàng đầu tiên là đơn hoàng nhạn nha các bác. Hoàng nhạn buôn đôn, hoa rất là thơm luôn. Bác nào yêu hàng nào thì cứ gọi qua cho em nhé. Em sẽ đến đơn hàng đầu tiên này là hàng rời với nguyên bản luôn này. 1 này, 2 này, 3 này, toàn cây đẹp đẹp không các bác nhé. 4, 5 này, 6 cây này, đó, 6 cây rời nha. 6 cây rời toàn cây đẹp luôn. 1 cây nguyên bản, 2 cây này, 3 cây này, 4 cây này, 5 cây và 6 cây nguyên bản này. Đó, bác nào yêu đơn này em để giá là 280k. Đây là hình số 1, nó rất là đẹp luôn các bác, hàng toàn đẹp, hàng chuẩn vùng miền của Buôn Đôn luôn. Bác nào yêu hàng rừng này là hình số 1, cái giá là 280k. Tiếp tục là hình số 2 là cây trâu rừng Buôn Đôn nha các bác. Cây trâu rừng Buôn Đôn hoa cực kỳ thơm, nở vào dịp Tết luôn. Giờ còn vài tháng nữa là Tết rồi nên các bác sắm sửa hàng này để chơi Tết, hoa rất là thơm luôn. Bác nào đam mê lan thì cứ lấy đơn trâu này về chơi các bác sưu tầm nha các bác nhé. 3 cây này, 4 cây này, 5 cây này, 6 cây này, 7 cây này, 8 cây này, đó, 9 cây này, 9 cây, 10 cây, 11 cây, 12 cây, cây này lá chỉ thiên này, 13 cây, 14 cây, 15 cây, 16, 17 cây. Đơn này anh chị nào mà yêu đơn này 17 cây, nó to, toàn là chung chung, to to gần nhau. Vấn đề yêu đơn này em để giá là 320k. 320k đây là hình số 2 nhé. Hình số 3 là em có đơn quế tím toàn là cây to to, cây lớn luôn này. Đó, cây rất là VIP, cây to luôn này. Bữa này yêu đơn quế tím lớn như thế này em để giá 200k này, toàn hàng lớn luôn các bác nhé. Đó, 200k toàn là quế tím rất là đẹp, xếp rụt rịt luôn này. Đó, bữa này yêu hình số 3 giùm em. Hình số 4 là em có hoàng nhạn nguyên bản này. Đây, một cây này. Một cây này, cây này cho các anh chị chơi hoa sang năm là hai ngọn hoa, 1 3 4 5 cặp lá luôn, cây rất là đẹp luôn, cây to nha bác, 5 cặp lá. Cây thứ hai 1 2 3 4 4 cặp lá, một cây 4 cặp lá, một cây 5 cặp lá. Bữa này yêu cặp này em để giá là 300k. 300k cặp này nha bác nhá. Cặp to, cặp VIP như thế này. Bác để yêu hình 4 và hình 5 em có phi điệp nhá. Phi điệp hàng Buôn Đôn nha các bác. Hàng này cho các anh chị mang về sổ số. Cái này là kiến phi điệp nhá, kiến to, kiến lớn này. Hàng này về cho các anh chị mang về sổ số, bên cạnh còn có cây ki này. Đó, còn có ki nhỏ nữa này. Đó, bác này yêu cây phi điệp này, kiến này. Nó kiến của nó này từ 2 này. Tầm 45 46 cm này các bác nhá. Rất là dài luôn, hàng này là hàng kiến này. Cây kiến phi điệp, bên cạnh còn có ki nhỏ này luôn. Đó, bác này yêu bụi này em để giá là 600k. 600k kiến nguyên bản hàng cho các anh chị sưu tầm. Đây, thân thì thân nó tím tím nha các bác nhá, hơi tím tím này, đó chấm tím này, xanh chấm tím này. Đó, bác nào yêu bụi này em để giá là 600k. Phiên sáng nay em chỉ có đơn hàng đấy, bác nào mà yêu lên đơn nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua số của em nhé. Em chào tạm biệt các bác, chúc các bác một ngày mới làm việc thật vui vẻ nha.